ông cao tuổi bị sụp mí mắt, anh công an có chiêu thức xịn sò, nhanh gọn lẹ. Giúp cụ có giao diện đẹp làm căn cước công dân, khiến hội makeup artist cũng phải chào thua. Để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu 100% công dân cư trú trên địa bàn đều được cấp căn cước công dân gắn chip, các anh công an đã không quản ngại khó khăn, nắng mưa vất vả, đi từng ngõ, gõ từng nhà. Đặc biệt là đối với một số trường hợp, các đồng chí đã rất vất vả để giúp công dân có thể hoàn thành thủ tục. Mới đây, một trường hợp hy hữu đã khiến cộng đồng mạng phải cười bò. Khi cụ ông đến làm căn cước công dân, do tuổi đã cao, da bị lão hóa. Trong quá trình chụp ảnh, mí mắt của ông bị sụp. Anh công an đã sáng kiến ngay ra một cách rất nhanh gọn lẹ, khiến các chuyên viên makeup và phẫu thuật thẩm mỹ cũng phải chào thua. Đúng là lúc dần khó có công an, phương pháp này đơn giản gọn lẹ lại còn hiệu quả bất ngờ nữa chứ. Mời đẹp! Mời đẹp! Cảm ơn các anh đã giúp ông bà hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình. Các bạn nghĩ sao về trường hợp này? Comment chia sẻ ngay xuống bên dưới phần bình luận cũng như tiếp tục ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức thú vị nữa nha.